Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hé lộ cuộc gọi cuối cùng của nghệ sĩ chia tay với bà xã ở Mỹ khiến ai cũng đau xót. Vào lúc 13 giờ 35 phút ngày 9 tháng 12, danh hài chia tay đột ngột qua đời. Sự ra đi của cố nghệ sĩ khiến bạn bè, đồng nghiệp và khán giả vô cùng thương tiếc, xót xa. Đặc biệt khi chỉ vài ngày trước, nghệ sĩ chia tay vẫn gặp gỡ đi làm bình thường. Tối cùng ngày, một người bạn thân thiết của vợ chồng nam diễn viên là ông bầu Dũng Taylor cũng có chia sẻ gây chú ý về cuộc gọi cuối cùng giữa nghệ sĩ chia tay và bà xã Phương Loan. Trên Facebook cá nhân, ông bầu Dũng Taylor tiết lộ: "Người đã mệt dự định bắt thang máy đi lên, nhưng chờ lâu quá nên leo bộ trở lên tầng 12, nhưng đột quỵ ở tầng 7. Cúp điện thoại với bé heo lúc 10 giờ sáng để đi bộ. Khi bảo vệ phát hiện khoảng 1 giờ trưa thì có thể anh Tài đã đột quỵ ở tầng này khá lâu. Nếu phát hiện sớm thì có thể vẫn cứu được." Dũng Taylor chia sẻ rằng cố nghệ sĩ chí tài từng ở quận Phú Nhuận trước khi sang Mỹ, nên đã mua một căn hộ cao cấp ở đây, chuẩn bị đón vợ về ở chung. Vì bị bệnh tiểu đường nặng và các bệnh mãn tính nên cố nghệ sĩ rất chú trọng vào chuyện ăn uống. Được biết hôm qua sau khi kết thúc cuộc điện thoại với vợ khoảng 10 giờ sáng, nghệ sĩ chí tài đi thang bộ tập thể dục như thường lệ nhưng xảy ra tai biến. Thời gian anh Tài tập thể dục khá nhiều để xả stress vì lo lắng tình hình live show cuối năm. Anh tâm sự với bạn bè lo ngại live show sẽ bị tình trạng Covid đang bùng phát ảnh hưởng. Live show của chí tài có sự tham gia của nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng. Theo thông tin được biết thì vợ của chí tài đang chuẩn bị thủ tục để đưa thi hài về Mỹ, nhưng trước mắt đã làm giấy ủy quyền cho nghệ sĩ Hoài Linh nhận thi hài và lo tang lễ cho cố nghệ sĩ ở Việt Nam. Cũng theo thông tin từ giới nghệ sĩ thì nghệ sĩ Việt Hương có thể cùng đưa thi hài chí tài về lại Mỹ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.